Như đã nhắc ở phần đầu chương trình, hôm nay 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Vui mừng phấn khởi là tâm trạng chung của tập thể thầy trò cũng như các bậc phụ huynh. Đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương những kết quả mà thầy trò trường Tân Phú nói riêng, ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang nói chung đã đạt được trong năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cán bộ giáo viên tỉnh Tiền Giang cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục gắn với chuyển đổi số, kết hợp dạy văn hóa với dạy đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, góp phần vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước. Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng trường Trung học cơ sở Tân Phú, ảnh Bác Hồ một TV phục vụ công tác giảng dạy và 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Trọng điểm phía Nam, đó là những tấm gương hết sức tiêu biểu, sáng tạo triển khai thực hiện. Qua cùng không khí của ngày khai giảng sáng nay, hàng trăm ngàn học sinh của thành phố Cần Thơ cũng đã nô nức đến trường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đón hơn 840 em học sinh vào 19 lớp khối 6. Toàn trường sẽ có 61 lớp với tổng số hơn 2.600 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều ngày qua trường đã quét dọn, sửa sang lại bàn ghế, trang thiết bị dạy và học. Cơ sở vật chất trường lớp cũng đã sửa chữa, nâng cấp hoàn chỉnh. Đội ngũ giáo viên hoàn thành các lớp tập huấn nghiệp vụ. Dịp này, 50 học sinh khó khăn đã được nhận học bổng, 200 em được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học với kinh phí hơn 193 tỷ đồng. Ngành cũng phối hợp một số đơn vị trao trên 26.000 bản sách giáo khoa, 1.200 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh. Năm học này, toàn thành phố Cần Thơ có 446 trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông với khoảng 235.000 học sinh. Đội ngũ giáo viên gần 15.000 người, phần lớn đã đạt chuẩn và trên chuẩn. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Năm học này, trường Trung học cơ sở An Thới có hơn 600 học sinh, trong đó có 202 học sinh khối lớp 6. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đối với khối lớp 6, 7 và 8. Trường phấn đấu 100% học sinh được học chương trình tiếng Anh mới. Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, năm học này, mạng lưới trường lớp tiếp tục được điều chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Dịp này, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã trao tặng các phần quà cho 55 học sinh vượt khó của trường. Vượt qua những khó khăn thách thức, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đã chuẩn bị khá cơ bản về cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên để phục vụ cho năm học mới. Ghi nhận của phóng viên VTV Cần Thơ tại Sóc Trăng, địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Buổi lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên, trường có 1.448 học sinh ở 3 khối lớp, trong đó 30% là học sinh người dân tộc Khmer. Đây là năm thứ hai trường triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với học sinh lớp 10, 11, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 với học sinh lớp 12. Thầy và trò của trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Sở Giáo dục đã tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên trong toàn tỉnh từ tháng 7, tháng 8. Cho nên là giáo viên cũng đã nghiên cứu được chương trình và tự tìm tòi trao đổi thêm với đồng nghiệp để có những cái kế hoạch bài dạy tốt nhất cho học sinh. Đối với năm nay thì em sẽ cố gắng học thật tốt, bởi vì năm nay là 12 nên là em sẽ cố gắng phấn đấu như thế nào đó để có thể đạt được những cái số điểm thật là cao, và hơn thế nữa là em sẽ cố gắng để có thể đậu tốt nghiệp và đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn. Tỉnh Sóc Trăng có 461 trường công lập các cấp, trong đó 83% số trường đạt chuẩn quốc gia. Năm nay, tỉnh đầu tư xây mới thêm 377 phòng học với tổng kinh phí 188 tỷ đồng, đồng thời còn linh hoạt trong việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số trường. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện một số giải pháp như là hợp đồng giáo viên ngắn hạn hay thỉnh giảng, xây dựng kế hoạch tuyển viên chức. Ngoài ra còn điều chuyển những giáo viên ở trường thừa sang trường thiếu để phục vụ công tác giảng dạy cho năm học mới. Công tác chăm lo cho giáo dục dân tộc luôn được tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm. Nhiều trường dân tộc nội trú được sửa chữa, đầu tư các hạng mục mới. Năm học này, 50 tỷ đồng đã được giải ngân để phát triển trường dân tộc nội trú,
nhằm phát huy tối đa nguồn lực đầu tư của nhà nước cho đồng bào. Trường được tỉnh đầu tư là với kinh phí là khoảng 7,5 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp về cái khu nội trú dành cho học sinh, nhà công vụ, nhà ăn, nhà bếp và một số cái phòng học của nhà trường. Chủ đề của năm học này, tỉnh thực hiện theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự chuẩn bị chỉnh chu ngay từ đầu, tạo tiền đề cho năm học mới 2023-2024 nhiều thắng lợi. Bắt đầu năm học mới, ngành giáo dục các địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh tại những vùng khó khăn như là biên giới chẳng hạn, đặc biệt là triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Căn nhà đơn sơ này là nơi sinh sống của gia đình Mỹ Duyên. Tảo Tần nuôi hai con ăn học, cha mẹ em không mấy khi ở nhà. Sau thời gian trên lớp, Duyên trở thành nội trợ trong gia đình, dọn dẹp, nấu cơm, chăn nuôi. Bận rộn với những công việc thường nhật nên giữ vững học lực giỏi trong nhiều năm, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Con cố gắng về nhà trao luyện thêm ở trên mạng và các ở trong sách. Những gì không biết thì con có đi hỏi những bạn xung quanh. Duy nhất một chiếc bàn học, hai chị em thay phiên nhau làm bài tập. Hoàn cảnh khó khăn nhưng việc học luôn là ưu tiên số 1. Bộ sách giáo khoa được thầy cô tặng năm học mới, Hoàng bọc lại kỹ càng. Con muốn có nhiều bản mới, rồi có nhiều sách vở mới. Cái thứ hai là con muốn có một chiếc xe đạp vì nó sẽ giúp đỡ trong việc đến trường hơn. Sau này con muốn trở thành một cô giáo để có thể truyền đạt lại những kiến thức của mình cho các em học sinh thế hệ tiếp theo. Và con muốn tích góp được một số tiền để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ. Tờ mơ sáng, hai em đã thức dậy để kịp giờ khai giảng. Đây cũng là năm học đầu tiên hai chị em học chung trường. Việc đi lại đã thuận tiện hơn trước. Nằm ở khu vực biên giới, trường trung học cơ sở Thường Thế Tiền có hơn 1.000 học sinh. Trong đó, nhiều bạn cũng chung hoàn cảnh khó khăn như chị em Duyên. Bản thân mỗi giáo viên của chúng tôi cũng sẽ trích những cái khoản lương của mình hoặc là những cái khoản điều kiện cá nhân của mình có thể, hoặc là vận động gia đình của mình, người thân của mình, bạn bè quen biết để mà hỗ trợ các em kịp thời. Phối hợp với hội khuyến học, với các mạnh thường quân cũng như tất cả các tổ chức xã hội để kêu gọi, vận động, hỗ trợ, và ngay trong đội ngũ thầy cô giáo cũng có những cái đợt vận động tích cực để hỗ trợ các em. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 20.000 học sinh hộ nghèo, cha mẹ mất sớm. Từ những tấm lòng hảo tâm hay bằng chính tình yêu thương của thầy cô giáo, gánh nặng kinh tế đã phần nào giảm bớt. Tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ thực hiện sáp nhập những cơ sở giáo dục nhỏ lẻ để tập trung nguồn lực kinh phí, hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho năm học mới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 140 đến 270 đồng. Các mặt hàng dầu trừ mazut cũng tăng thêm từ 290 cho đến 510 đồng. Như vậy là từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã tăng 6 lần. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON 95 tăng thêm 270 đồng lên 24.870 đồng một lít. E5 RON 92 tăng 140 đồng lên 23.470 đồng một lít. Dầu quả có mức tăng nhiều nhất là 510 đồng, dầu diesel là 290 đồng, trong khi dầu mazut giảm 280 đồng một ký. Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và chi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Liên quan đến việc đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện giao nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành cho Bộ trưởng các Bộ, Công Thương, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chủ tịch Tổng Giám đốc các tập đoàn, điện lực, dầu khí, công nghiệp than khoáng sản, xăng dầu. Cụ thể là đối với Bộ Công Thương, thì Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm nay và cả năm 2024, tuyệt đối không để thiếu điện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 9, đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên, phấn đấu khởi công trong tháng này. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các tập đoàn triển khai nhanh nhất các dự án đầu tư nguồn điện và lưới điện được giao, thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, khí,
các tập đoàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về các vấn đề có liên quan đến vận hành hệ thống điện quốc gia. Riêng về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trong nước, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó yêu cầu các bộ ngành, tập đoàn liên quan chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, cân đối cung cầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đảm bảo thị trường xăng dầu trong nước ổn định, lành mạnh. Một thông tin khác hiện nay cũng đang được dư luận rất quan tâm. Thưa quý vị, hiện đồng bằng sông Cửu Long đã cấp phép cho 66 mỏ cát với trữ lượng khoảng là 80 triệu mét khối. Tưởng chừng như trữ lượng này sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu xây dựng dân dụng và thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Nhưng không, khoảng một tháng nay, nhiều công trình dân dụng phải nằm chờ cát xây dựng. Giá cát chưa đầy nửa tháng đã tăng thêm khoảng 60.000 đồng một khối. Sẽ được lặp lại 60.000 đồng một khối. Tuy nhiên câu chuyện thì vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi có tiền chưa chắc đã mua được. Hơn chục chiếc sáng cạp đã gác cần tại mỏ cát trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn hai xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang. Mỏ cát này được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp phép cho công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 1,5 triệu mét khối. Thế nhưng, công ty đã khai thác được 3,2 triệu mét khối, thu lợi bất chính khoảng 253 tỷ đồng. Hậu quả sạt lở, người dân bên bờ gánh chịu. Bây giờ lỡ đứt luôn cái nền nhà của em, lỡ trước em cắt dây rồi sàn nước ở ngoài đó, bây giờ lỡ đứt vô tới cái nền nhà của em luôn. Liên quan đến sai phạm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can, trong đó có cả lãnh đạo tỉnh An Giang. Sau động thái này, hàng loạt mỏ cát trên sông Hậu từ Sóc Trăng đến đầu nguồn An Giang khai thác trầm lắng, nguồn cung cho thị trường thiếu hụt trầm trọng. Hiện tại thì cái nguồn cát nó đang thiếu hụt, dẫn đến là thứ nhất là về cái giá cát nó nhập vô bị tăng lên, và cái thứ hai là cái nguồn cung cát có những lúc nó bị gián đoạn, dẫn tới là bị chậm tiến độ công trình. Để kịp giao công trình này, anh Trung phải liên hệ nhiều nơi để thu mua cát. Nguồn cung có hạn nhưng nhu cầu lại cao. Giá cát có lúc bị đẩy lên gần 380.000 đồng, tăng khoảng 60.000 đồng một khối so với đầu tháng 8. Đó là chưa kể tiền chuyên chở. Kiến nghị thì nhà nước nên có một cái thị phần dành riêng cho cái đối tượng là khách hàng nhà tư để đảm bảo được cái nguồn cung lâu dài. Trước mắt thì cái nguồn cung nó đã dồn qua bên các cái công trình công, đặc biệt là cao tốc, nên là ra cái nguồn cát để dành cho nhà tư nó đang bị thiếu hụt. Nhiều công ty xây dựng khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng gặp khó khăn tương tự. Giải pháp trước mắt là tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau với giá cao để dự trữ và đàm phán với chủ nhà, nâng giá xây dựng để bù lỗ. Nếu chủ nhà không đồng ý, các công ty xây dựng đành ngậm ngùi chịu lỗ vì đã ký hợp đồng lúc giá cát chưa tăng. Không chỉ các công trình dân dụng thôi đâu, mà các công trình trọng điểm quốc gia cũng đang trong tình trạng là thiếu cát nghiêm trọng. Các dự án cao tốc như là Cần Thơ, Cà Mau hay là cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang chậm tiến độ vì thiếu cát. Dự án cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 được phát lệnh khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 6 năm nay. An Giang được giao làm chủ đầu tư 57 km. Đối với gói thầu xây lắp đầu tiên, đơn vị thi công cơ bản hoàn thành đắp bờ, bốc đất hữu cơ. Tuy nhiên, hàng chục công nhân, máy móc trên công trường vẫn đang ngóng chờ nguồn cát để đắp nền đường. Bởi theo kế hoạch, cát săn lắp nền đường ở công trình này sẽ do công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu tổng 68 khai thác cung cấp. Tuy nhiên, công ty này đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra. Tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau cũng đang mỏi mòn chờ cát săn lắp nền đường. Đoạn Cần Thơ Hậu Giang cần đào hơn 610.000 mét khối. Tổng khối lượng cát đắp nền hơn 3,6 triệu mét khối. Còn đoạn Hậu Giang Cà Mau đào hơn 2,3 triệu mét khối, lượng cát đắp hơn 13 triệu mét khối. Đến thời điểm hiện nay, đoạn cao tốc này mới nhận được gần 500.000 khối cát. Công trình cần khoảng 2 triệu khối nữa trong năm nay. Thế nhưng, các nhà thầu vẫn chưa tìm được nguồn cung. Vừa qua là tỉnh An Giang là cung cấp dự kiến cung cấp cho dự án khoảng 1,1 triệu khối. Tuy nhiên đến nay chỉ mới được 0,1 triệu khối. Đối với tỉnh Đồng Tháp là cung cấp khoảng 0,35 triệu khối thì đã lấy hết. Chủ đầu tư là đang tìm chỉ đạo nhà thầu tìm các nguồn cát thay thế. Sau gần 8 tháng thi công, tiến độ toàn dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau mới đạt từ 7,5 đến 8%, chậm từ 5 đến 6% so với kế hoạch.
với tình hình cung ứng nguồn vật liệu san lấp nhỏ giọt cầm chừng, thậm chí ngừng hẳn như hiện nay, thì việc đảm bảo tiến độ 35% trong năm 2023 của dự án là vô cùng khó khăn. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai đầu tư 8 dự án cao tốc và 5 dự án nâng cấp mở rộng xây mới các quốc lộ. Nhu cầu vật liệu cát là rất lớn, khoảng 54 triệu mét khối. Giải được bài toán về cát san lấp nền thì các công trình giao thông trong vùng mới thuận lợi triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trước nỗi lo về tình trạng thiếu cát san lấp nền đường cho các tuyến cao tốc trọng điểm, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh An Giang đã bố trí 1,1 triệu khối cát cho dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau từ 4 mỏ đang khai thác. Thế nhưng việc cung cấp của các chủ mỏ còn chậm. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hồi giấy phép khai thác của 6 mỏ, theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, An Giang sẽ thực hiện giao 6 mỏ cát đã thu hồi, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, cho các nhà thầu thi công, công trình là đường bộ cao tốc. Vấn đề thứ hai nữa là sớm hướng dẫn trình tự thủ tục để tổ chức khai thác hoặc là thực hiện nạo vét đối với nhánh cầu Lộ Tây tương với trữ lượng là 3,5 triệu mét khối. Sẵn sàng cung cấp vật liệu san lấp cho các công trình trọng điểm, nhưng các địa phương vẫn còn băn khoăn về quá trình kiểm tra giám sát hiện nay. Trong đó thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ mới vẫn còn nhiều lúng túng. Chúng tôi sẽ cố gắng trong tối đa tới 15 tháng 9 này. Thì 5 cái mỏ đó thì Đồng Tháp đã thông qua một DTM một mỏ rồi. Thì 15 tháng 9 này là chúng tôi sẽ thông qua 4 cái mỏ DTM còn lại. Tối đa lắm hứa với Phó Thủ tướng là 20 tháng 9 là chúng tôi sẽ có đủ điều kiện để cung ứng cái lượng cát này. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, việc khai thác cát sông đắp nền đường cao tốc không phải làm bằng mọi giá mà phải chú ý tác động môi trường. Quá trình này phải có nghiên cứu khảo sát cụ thể và quản lý chặt chẽ. Tôi sẽ thành lập một cái tổ giám sát liên ngành ở đây, đúng không? Và như vậy tổ giám sát liên ngành này thì chắc là phải Bộ Giao thông sẽ giúp cho làm cái tổ trưởng, bởi vì anh nắm bắt được tiến độ nhất. Còn trong đó các cái nơi mà tất cả vấn đề không chỉ ngồi bàn nhau, căn cơ bản là bàn cách áp dụng luật, áp dụng tình huống, đúng không? Thống nhất với nhau, ký vào đấy, cứ thế mà làm, đúng không? Thì sau này trên dưới nó thống nhất. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương nhanh chóng giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ mới, cũng như nâng công suất 50%. Chính quyền các tỉnh và chủ đầu tư, nhà thầu được giao mỏ phải thống nhất quản lý chặt nguồn cát sông phục vụ các công trình giao thông trọng điểm. Các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm cát biển để sớm đánh giá kết quả, tạo điều kiện bổ sung nguồn vật liệu san lấp hiện nay. Còn trong chiều nay, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, trong đó có chủ trương đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Cà Mau và cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh khác trong khu vực đều đã được triển khai. Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Cà Mau đã triển khai đạt 8,65% giá trị hợp đồng. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt hơn 92%. Riêng tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng có chiều dài gần 189 km. Đến thời điểm này đã triển khai thi công 5 trên 14 gói thầu. Hiện tại khó khăn nhất của hai tuyến cao tốc này là nguồn cát san lấp. Nguồn cát biển vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong khi cát sông đang thiếu hụt do cùng lúc phải cung ứng cho nhiều dự án quan trọng trên địa bàn. Để tháo gỡ khó khăn về nguồn cát, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Kinh tế Quốc hội báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kéo dài thời gian thực hiện cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát san lấp, xem xét ban hành nghị quyết điều chỉnh một số luật liên quan đến khoáng sản theo hướng giao mỏ trực tiếp khai thác phục vụ riêng cho các dự án quan trọng. Ủy ban Kinh tế Quốc hội tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan địa phương, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội xem xét. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng công ty kinh doanh bất động sản vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Theo thông tin mà tôi cập nhật thì thủ đoạn của các đối tượng này đó là thành lập công ty lấy tên là Lộc Phúc, trụ sở tại phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đã tự lập ra dự án ảo trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, rao bán mỗi lô đất từ 2 đến 3 tỷ đồng. Các đối tượng đã đăng ảnh nhiều căn nhà biệt thự quảng cáo ở trên mạng.
Khi có khách hàng có nhu cầu mua thì chúng sẽ đưa khách đi xem đất và làm rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ, lôi kéo khách tham gia giao dịch. Sáng nay trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn huyện Thủ Thừa tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo người dân thì vào khoảng 6 giờ sáng, xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang lưu thông trên đường cao tốc hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đi qua đoạn km 29 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa thì chiếc xe bất ngờ bị mất kiểm soát, chao đảo liên hồi rồi tông sập một đoạn ta luy chặn đường. May mắn vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Bây giờ là phần dự báo thời tiết. Thời tiết các vùng biển phía Nam đã chuyển tốt để bà con ngư dân có thể ra khơi an toàn hay chưa? Chị Hằng My. Dạ vâng, xin chào chị Phương Uyên và quý vị khán giả. Hiện thì gió ở vùng biển phía Nam, từ khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau Kiên Giang và phía Nam của biển Đông đã giảm. Hầu hết thì đều là ở dưới mức cấp 5, không còn vùng biển nào phải cấm tàu thuyền. Trong tháng 9 này, nếu khai thác cá ngừ vằn, bà con có thể tham khảo bản đồ dự báo ngư trường của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản. Vùng cho khai thác năng suất ở mức trung bình thì tập trung ở khu vực phía Tây của huyện đảo Trường Sa. Còn vùng cho năng suất khai thác ở mức cao, tức là trên 70kg trên 1km lưới thì tập trung ở phía Tây Nam của huyện đảo Trường Sa, tức là những vùng được đánh dấu bằng những ô màu đỏ này. Gió tuy đã giảm rồi nhưng mà bà con đánh bắt trên các vùng biển, từ khu vực biển Bình Thuận xuống đến Cà Mau Kiên Giang ra ngoài khơi phía Nam của biển Đông vẫn cần lưu ý. Trời vẫn sẽ có mưa dông, có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Trong cơn dông thì tàu thuyền nhỏ dễ có thể bị chào đảo. Trên đất liền, những ngày tới ở khu vực miền Tây thì dự báo vẫn sẽ có mưa rải rác vào chiều và đêm, có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng gió lốc và sóng sét. Nhiệt độ ban ngày thì phổ biến trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ. Thưa quý khán giả, lĩnh vực nông nghiệp những ngày qua có nhiều thông tin đáng chú ý và phấn khởi nhất đó là thông tin Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo nhiều và giá trị cao nhất thế giới. Chỉ tính riêng trong tháng 8 thì Việt Nam của chúng ta đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn, mang về nguồn thu hơn nửa tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 5,85 triệu tấn gạo, trị giá gần 3 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tăng 22% về khối lượng và tăng trên 36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, so với mục tiêu 7 triệu tấn, thì trong 4 tháng cuối năm, tổng lượng gạo cần phải xuất chỉ còn trên 1,15 triệu tấn. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 542 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2022. Chiều nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm Phát triển khuyến nông cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị nhằm xác định giải pháp nâng cao vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng, góp phần kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ khuyến nông cộng đồng trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Đây được xem là cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp ở cơ sở, là cầu nối giữa cán bộ khuyến nông, nông dân, doanh nghiệp và nhà quản lý nhằm mục tiêu nâng cao giá trị nông sản. Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai từ tháng 3 năm 2022 với 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long có 5 tỉnh tham gia, đó là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An. Đề án đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc tham gia rất tích cực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cũng như các doanh nghiệp. Và đến thời điểm này đã có thêm 30 tỉnh ngoài vùng thí điểm tham gia với tổng cộng 3.500 tổ và đang tiếp tục được mở rộng. 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng tới 57,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng, xoài, thanh long, chuối là những sản phẩm đóng góp kim ngạch lớn nhất cho ngành hàng rau quả Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng đã lập kỷ lục mới về kim ngạch khi cán mốc 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng, chiếm 30% tổng kim ngạch rau quả. Dự báo những tháng còn lại của năm, vùng trồng sầu riêng còn lại ở Tây Nguyên chưa khai thác, cộng thêm những mặt hàng trái cây khác, dự đoán xuất khẩu trái cây năm 2023 sẽ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy,
kim ngạch sẽ bằng dự đoán quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho năm 2025, sớm hơn kế hoạch 2 năm. Trở lại với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đêm nay và ngày mai còn mưa to không, chị Hằng My? Dạ vâng, mưa có thể vẫn còn nhưng chỉ cục bộ ở vài nơi thôi, không còn mưa to dồn dập trên diện rộng như là những ngày qua nữa. Thời gian mưa cũng xảy ra muộn hơn. Ngày mai thì ít khả năng mưa sớm từ sáng, mưa sẽ lùi dần về chiều sau khoảng 13 giờ mới xuất hiện. Và trong đó, mưa tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ và ven biển miền Tây như là Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau hay là Kiên Giang. Không ngoại trừ khả năng sẽ có mưa to cục bộ trên 50mm. Và trong cơn dông vẫn cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Như ở tại thành phố Cần Thơ thì dự báo mưa sẽ xuất hiện sau khoảng là 2 giờ chiều, nhưng mà sẽ không kéo dài lâu. Mưa sẽ biến mất sau khoảng 4 đến 5 giờ. Trước đó thì buổi sáng trời vẫn sẽ có những khoảng nắng, nhiệt độ không vượt quá là 31 độ. Không riêng gì Cần Thơ, nhiều tỉnh thành khác ở miền Tây sáng và trưa mai trời cũng có nhiều khoảng nắng hơn, khi mà nhiệt độ dao động trong khoảng là 28 cho đến là 31 độ. Thành phố đảo Phú Quốc cũng khá là dịu mát khi bốn bề đều là biển. Nhiệt độ trưa mai không vượt quá là 29 độ. Sau khoảng 1 đến 2 giờ chiều, mưa dông sẽ quay trở lại. Dù mưa không to dồn dập như trong cơn dông thì vẫn cần đề phòng với lại gió giật và lốc xoáy gây nguy hiểm. Trên biển, vùng biển từ khu vực Cà Mau đến Kiên Giang, dù sóng gió đã giảm dần nhưng mà lưu ý trời vẫn còn mưa dông. Tàu thuyền ra vào các đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu thì cần phải đề phòng là sẽ có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Đây cũng là cảnh báo đưa ra ở khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau. Riêng phía Bắc thì còn có gió lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả thân mến, khi mà về với Bến Tre là về với một vùng cây lành trái ngọt, về với những rặng dừa xanh mát. Nơi đó có những con người đơn sơ mộc mạc, để rồi du khách mỗi chuyến ghé thăm trở về lòng lại tràn đầy một năng lượng bình an. Và homestay cùng bà Tư hay còn có một cái tên khác, đó là homestay nhà ngoại, một điểm nghỉ dưỡng đang nổi tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là nơi đã cho du khách những cảm nhận như thế. Và phóng sự này cũng sẽ kết thúc chương trình chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay đến với homestay cùng bà Tư thì mình sẽ dẫn các bạn đi bắt dợt, bắt nghêu và giăng lưới, sau đó là câu cá. Hấp dẫn quá. Bây giờ mình đi ha. Bây giờ mình đi ha. Thật không uổng công khi ngồi xe một chặng đường dài tìm đến đây, du khách có được ngay những trải nghiệm có một không hai. Cuộc thi lặn mò tìm nghêu làm du khách phấn khích lên hẳn. Dạ, đội bên đây đã thắng, đội chị Đào đã thắng. Thế nhưng, thích nhất vẫn là cảm giác ra bờ sông mò dợp. Trực tiếp được tham gia thì em thấy là rất là nó thú vị hơn những gì em tưởng tượng. Đã nói là trải nghiệm mà, cho nên là cứ vui chơi hết mình. Đây sẽ là những cái sản phẩm, những cái thành quả mà để cho tụi em có những cái bữa ăn thơm ngon. Du khách đến với cùng bà Tư thường chọn thời gian 2 ngày 1 đêm mới trải nghiệm hết được các hoạt động. Nhiều trò chơi ở đây gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân, bình dị nhưng cũng không kém phần thú vị với những du khách thành thị, xen lẫn với đó là những ký ức của tuổi thơ. Những cái bếp, những vàng bầu, vàng bí, hay là những cái mái lá bằng tranh, đó là một cái nét đẹp ngày xưa của cha ông để lại để cho du khách lưu lại những cái dấu ấn đó để nhớ về chúng tôi. Còn gì thú vị hơn cảm giác được ngồi trong căn chòi lộng gió, thưởng thức mâm cơm với những món tôm cá, cua, rau tươi ngon, thơm thảo, vừa đánh bắt, hái được từ vườn homestay sau một ngày vui chơi trải nghiệm. Không chỉ giữ chân du khách bằng những món ngon mang đậm hương vị quê nhà, nhiều gia đình về lại homestay cùng bà Tư
còn gì những con người hiền lành, chân chất ở nơi đây.